Hello, xin chào. Hôm nay mình sẽ cùng cô dịch bài Food Culture Shock, tức là các cái sốc văn hóa về ẩm thực. Và đầu tiên thì mình sẽ đến với đoạn A về anh Charles. Bạn nghĩ rằng là bạn ăn bằng tay là rất là dễ. Nhưng khi mà ở Mỹ sẽ chỉ có một vài món nhất định mà bạn có thể ăn bằng tay thôi. Ví dụ như là ăn hamburgers và thế là đủ dễ rồi. Nhưng khi mà tôi tới miền Nam của Ấn Độ thì tôi nhận ra rằng đây lại là một kỹ năng hoàn toàn mới mà cần phải học để có thể ăn với cơm và cà ri bằng tay của mình. Bạn sẽ phải trộn lẫn cà ri và cơm và hình thành như là một cái bóng như hình minh họa. Và gyro là một món súp cà ri đậu lăng mà thường được ăn ở trong các cái tiểu lục địa ở Ấn Độ, thì đặc biệt sẽ giúp bạn như là một cái chất dính. Bạn có thể sử dụng các cái ngón tay của mình nhưng lại không được sử dụng lòng bàn tay và phải sử dụng ngón cái để cho đồ ăn vào trong mồm. Và tôi nghĩ rằng là tôi biết là mồm của mình ở đâu. Thế nhưng những cái nỗ lực đầu tiên của tôi thì thật sự là thảm họa và thức ăn thì vãi khắp mọi nơi. Sang đoạn B về Alfredo này. Với tôi, khi tôi đi du lịch thì văn hóa đồ ăn nhanh thực sự là khiến tôi bị shock. Tôi không thể tin được là có nhiều người ở ngoài kia mà có thể sống bằng junk food, cũng là một loại đồ ăn nhanh như là hamburger, và chỉ ăn một cái sandwich vào buổi trưa. Quay trở về nhà thì thức ăn quả thực là quan trọng với chúng tôi. Chúng tôi nấu những cái đồ ăn rất là tươi sống cho bữa trưa và bữa tối, và có thể ngồi xuống và ăn cùng với gia đình ít nhất là một lần trong ngày hoặc là hai lần vào cuối tuần. Và rất nhiều người thậm chí còn tự trồng rau và nuôi gà. Ẩm thực là một trong các cái sứ mệnh của bạn và nó sẽ nói lên cái chuyện là bạn là ai. Vì cái từ identity ở đây sẽ là kiểu như là nhận dạng, xác minh. Thế nên những gì mà bạn nói về bản thân mình khi mà bạn ăn những cái đồ ăn rác rưởi như vậy lại chứa rất là nhiều chất hóa học thì Chúa mới biết được là còn gì nữa. Và điều tệ nhất mà tôi có thể nhìn thấy trong các chuyến du lịch của mình đấy là một em bé mà được uống nước có cồn, freezy drink, tức là nước có cồn trong chai, và điều này khiến cho tôi thực sự bị sốc. Sang đoạn C, Guangxi. Tôi thực sự là rất là mong muốn thử các loại thức ăn từ những quốc gia khác nhau, và điều khiến cho tôi cảm thấy rất là hứng thú đấy là nền văn hóa cũng như là các thói quen xung quanh ẩm thực và ăn uống. Ở Trung Quốc, khi mà chúng tôi đi đến nhà hàng với đồng nghiệp, khi mà chúng tôi được mời mọc một cái gì đó thì chúng tôi sẽ thường nói là không cảm ơn, ngay cả khi mà chúng tôi muốn, bởi vì người đó sẽ sẵn sàng lặp lại cái lời mời. Tuy nhiên ở những nước khác thì không có nghĩa là không. Thế nên nếu như mà bạn cố gắng tỏ ra là lịch sự và không chấp nhận nó vào lần đầu tiên thì cuối cùng là bạn sẽ chẳng có gì cả. Đối với tôi thì sẽ cảm thấy là hơi sai trái nếu như tôi nhận một cái gì đó khi mà lần đầu tiên tôi được mời. Vậy thì sẽ phải khiến cho tôi mất một lúc mới có thể quen được với cảm giác là đó khi mà tôi đi ra nước ngoài du lịch. Sang đoạn đi về Pauline. Là một người ăn chay thì thực sự là dễ dàng khi mà ở Anh. Đến mức mà chúng tôi nhiều khi cũng quên rằng là không phải ai trên thế giới này cũng hiểu được thế nào là chủ nghĩa ăn chay. Với những người ăn chay thì thậm chí một số tình huống rất là khó khăn. Có lẽ cái nơi mà tôi từng ở mà tốt nhất đấy là Ấn Độ, bởi vì mọi thứ đều sẽ được chia thành là rau và không có rau. Thế nên bạn sẽ biết được chính xác là bạn đang ăn cái gì. Ở rất nhiều quốc gia khác, họ thậm chí còn không nhận ra là có một khái niệm về chuyện là không ăn thịt vì những lý do đạo đức. Ở rất nhiều nơi trên thế giới thì thịt là đồng nghĩa với chuyện là thịnh vượng. Vậy nên ý tưởng là đi ra ngoài và ăn tối mà không có thịt thì sẽ là không tốt. Và khi mà tôi đi du lịch với rất nhiều nơi như là người ăn chay thì tất cả những gì mà tôi có thể ăn chỉ là salad, hoa quả và các cái đồ ăn nhẹ kiểu khoai tây chiên.
Và tôi rất là vui khi được quay trở về nhà, bởi vì ở đây chúng tôi thực sự là có những cái đồ ăn chay đặc biệt. Tiếp tục bạn cuối cùng, Island. Tôi nghĩ rằng bữa sáng là một bữa nơi mà nền văn hóa ẩm thực sẽ có thể khiến cho bạn bị sốc rất nhiều. Ở Úc thì có một số loại thức ăn đặc biệt mà bạn có thể ăn cho bữa sáng, và cũng có một loại số loại thức ăn mà bạn không thể ăn. Chúng tôi thường ăn ngũ cốc hoặc là ăn bánh mì nướng, hoặc thậm chí là ăn thêm với cả sữa chua hoặc là trái cây. Chúng tôi không bao giờ ăn thịt gà hay là rau cả. Thế nhưng khi tôi đi tới châu Á thì tôi nhận ra rằng rất nhiều nơi không có sự khác biệt giữa ăn sáng hay là ăn tối. Họ ăn cả gạo, cà ri, ăn mì, ăn súp, ăn rau luộc hay là ăn cá đều có thể xuất hiện ở bữa sáng. Và mặc dù tôi thì rất là thích tất cả những cái thứ này, thế nhưng tôi không thể đối mặt với chúng vào bữa sáng được. Ok, cô hy vọng là bài dịch của cô đã giúp mọi người có thể trả lời các cái câu hỏi của bài đọc này tốt hơn rồi. See you and goodbye.